Tháng 9, tháng 10 luôn là cao điểm mưa lũ tại Nghệ An. Năm nào vào thời điểm này, miền Tây xứ Nghệ cũng chứng kiến những tổn thất về người và tài sản mà thiên tai gây ra. Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất hay ngập úng là những hiện tượng phổ biến xảy ra khi mưa lớn kéo dài tại các huyện miền núi với địa hình phức tạp. Và không năm nào, Nghệ An không chứng kiến những câu chuyện đau lòng do thiên tai gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, vào mùa mưa lũ thì các cái hiện tượng thời tiết như là mưa lũ, sạt lở đất, ngập úng hay là lũ ống, lũ quét thì diễn ra khá là phổ biến ở nhiều huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Vì vậy, nắm vững các cái kỹ năng để có thể lưu thông an toàn là điều mà mỗi người cần trang bị. Bởi ai cũng có thể rơi vào những cái trường hợp bất đắc dĩ phải di chuyển trên những cung đường nguy hiểm. Vậy những kỹ năng đó là gì? Hãy cùng theo dõi chương trình Thưởng thức cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay để trang bị thêm các kỹ năng có thể di chuyển an toàn trong mùa mưa lũ. Theo khuyến cáo, mọi người không nên lái xe vào vùng nước ngập đến quá nửa bánh xe hoặc ngập cao hơn lề đường. Và trước mỗi chuyến đi, cần trang bị cho bản thân thông tin về khu vực ngập nước. Tuy nhiên, nếu lỡ di chuyển vào khu vực bị ngập, cần lưu ý. Đi chậm khi gặp những đoạn đường trơn trượt ngập lụt. Bạn nên chạy xe từ từ để dễ dàng xử lý được các tình huống xấu hơn, đặc biệt là không nên phanh gấp, vì như vậy sẽ rất dễ trơn trượt té. Tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên đường, chúng ta tham gia mùa mưa bão này, chúng ta phải có một cái ý thức chung. Ý thức chung là đối với xe đi đường đi cùng chiều hoặc ngược chiều mà ngập nước nhiều là các phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn, và chúng ta đi chậm đối với xe số sàn thì như vậy chúng ta về số thấp có thể là đảm bảo an toàn tốt nhất trong cái quá trình di chuyển của xe, không ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Còn đối với xe số tự động thì như vậy chúng ta cũng đã có về cái số thấp của xe số tự động để chúng ta đi, và phải giữ ga đều, không được để ga là khi nhanh khi hụt, là có thể là khi thời điểm này là nước đã gần vào ống xả là chúng ta chỉ cần không chính xác, không đúng yêu cầu kỹ thuật là nước sẽ dễ dẫn vào ống xả và sẽ chết máy ngay dọc đường. Tuyệt đối không liều lĩnh vượt ngầm tràn. Trên các tuyến đường miền núi, vùng cao thường có ngầm tràn cắt ngang qua đường. Do vậy, lái xe cần cẩn trọng đánh giá kỹ tình hình và không nên lao xe ra giữa dòng đánh đu với tử thần. Trong những trường hợp này, dừng xe chờ nước rút xuống mức an toàn luôn là một quyết định khôn ngoan. Quan sát xung quanh và chú ý biển báo. Với những khu vực ngập lụt tiềm ẩn nguy hiểm, thường các cơ quan chức năng sẽ có các biển báo để cảnh báo người đi đường. Vì vậy, theo dõi mực nước và quan sát các biển báo để có quyết định sáng suốt khi di chuyển qua những đoạn đường này. Không đi gần những xe trọng tải lớn. Ở các tham gia giao thông, các cái phương tiện nhỏ, chúng ta nên tránh các cái phương tiện lớn trong cái quá trình đi ngang cái đường bị ngập nước hoặc là cái đường trơn trượt, để tránh cái phương tiện lớn xử lý và mang tính chất là gây nguy hiểm cho các cái phương tiện nhỏ. Như cụ thể là có thể là đi ngang ngập nước đấy thì các cái phương tiện lớn là lực của xe nó lớn sẽ tạt nước ra hai bên đường, là ảnh hưởng đến các phương tiện nhỏ. Có thể như cụ thể hơn nữa là các cái phương tiện xe máy, xe đạp dễ bị ngã, bị bổ trong cái quá trình tham gia giao thông. Bật đèn. Bật đèn cốt hay đèn sương mù ngay cả khi mưa gió cũng như lúc trời âm u. Điều này không chỉ giúp bạn quan sát đường tốt hơn mà còn giúp các lái xe khác thấy rõ bạn. Không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện vì nó sẽ gây nguy hiểm cho cả hai khi lưu thông. Trong điều kiện sương mù dày đặc, bạn nên dừng hoàn toàn việc di chuyển. Nếu buộc phải đi, bạn nên đi chậm với tốc độ dưới 10 km/h và bật đèn khẩn cấp trong toàn hành trình. Nghe ngóng tin tức sụt lở ở các khu vực đèo, đồi núi. Việc phải di chuyển trên những con đường có nguy cơ sạt lở là điều không ai mong muốn. Vì vậy, hạn chế di chuyển đến những khu vực này là điều nên làm mỗi khi thời tiết xấu. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải di chuyển, việc đầu tiên cần làm là phải nghe ngóng tin tức, theo dõi bản tin dự báo thời tiết và tìm hiểu thông tin trên cung đường mình đi.
hạn chế di chuyển tại những vùng đồi núi trọc, ta luy dốc. Với những khu vực đồi núi trọc hay ta luy dốc, nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn xảy ra rất cao và cũng khó để có các cảnh báo cụ thể. Vì vậy, khi mưa lớn, không nên đi vào khu vực này để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra. Nâng cao cảnh giác với những vùng đã từng sạt lở. Theo nghiên cứu, lở đất thường xảy ra tại khu vực chúng từng xuất hiện. Vì vậy, không nên đi qua khu vực bị sạt lở vì vẫn có nguy cơ xảy ra vụ sạt lở khác. Cảnh giác với những âm thanh bất thường. Lắng nghe xem có âm thanh bất thường cho thấy các mảnh vụn đang di chuyển hay không, chẳng hạn như tiếng gãy cây hoặc đất đá va vào nhau. Nhanh chóng di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chú ý thay đổi dòng nước. Nếu ở gần một dòng chảy hoặc kênh rạch, bạn cần cảnh giác trước sự tăng hoặc giảm đột ngột của dòng nước. Đồng thời chú ý màu nước có đổi từ trong sang đục hay không. Những thay đổi như vậy có thể là dấu hiệu của tình trạng mảnh vụn trôi trên thượng nguồn. Trong tình huống này, hãy sẵn sàng di chuyển nhanh chóng. Hy vọng là với những thông tin mà chương trình vừa cung cấp thì quý vị đã có thêm kỹ năng để có thể lưu thông an toàn trong mùa mưa lũ. Tới đây thì thời lượng của chương trình Thưởng thức cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.